Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là 7 cái phản ứng tâm lý của người đàn ông khi vợ muốn ly hôn. Có thể nói rằng có rất là nhiều người phụ nữ đã chọn cái cách là ly hôn để mà làm cho chồng của mình dừng lại khi mà phát hiện người đàn ông đó đang yêu, đang có một mối quan hệ đằng sau một cái cuộc hôn nhân. Phía sau người vợ có bóng dáng của một người đàn bà khác. Thì có những người đàn bà sau một thời gian đã rất là chịu đựng, sau một thời gian đã rất là cố gắng, và có những người phụ nữ cũng chưa từng cố gắng, chưa từng chỉnh sửa, họ vẫn chọn cái cách là ly hôn. Thì video lần này của tôi chia sẻ đến các bạn những cái phản ứng của người đàn ông khi mà vợ đề nghị đến cái vấn đề là ly hôn với anh ta. Vậy thì đàn ông sẽ phản ứng như thế nào khi mà bị vợ nói cái lời chia tay? Thì cái điều đầu tiên của người đàn ông đó chính là kiểu người đàn ông không tin là vợ mình nói là sẽ làm. Bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều cô vợ đã nói là tôi sẽ bỏ anh, tôi không thèm anh nữa, tôi chán này lắm rồi, tôi muốn ly hôn với anh. Nhưng mà bà vợ đó nói cả trăm lần vẫn không bỏ được. Thế nên là người đàn ông sẽ có một cái tâm lý là không tin. Tâm lý đầu tiên của người đàn ông là không tin vợ mình sẽ bỏ được mình. Và thái độ của anh ta thì như thế nào hả? Thái độ của anh ta sẽ chờ xem bạn có làm được những cái điều bạn nói hay không. Bởi vì anh ta cũng có một cái vẻ gì đó tự tin về bản thân mình. Nếu mà anh ta là cái người mà có nhiều cái lợi thế về bản thân, ví dụ như anh ta có nhà này, anh ta có xe này, anh ta có địa vị, anh ta có tiền, có quyền, anh ta còn đẹp trai nữa. Và nếu mà so về tất cả mọi thứ thì anh ta rất là tự hào so với nhiều người đàn ông khác. Ở một cái mặt bằng chung là nhiều người đàn ông cùng xuất phát điểm giống anh ta, thì anh ta là một người khá là bánh bao, khá là tốt mã, rồi có nhiều cái điều kiện mà rất là nhiều người đàn bà mong muốn. Thế nên là anh ta rất là tự tin và không tin vợ mình sẽ bỏ mình. Đây chính là cái phản ứng đầu tiên của người đàn ông. Phản ứng tâm lý thứ hai của người đàn ông đó chính là gì? Khi mà biết vợ mình muốn ly hôn bằng cái việc là anh ta thực sự biết là vợ đã nộp đơn ra tòa chẳng hạn, thì người đàn ông sẽ có cái tâm lý và có cái phản ứng là kích thích cái sự cạnh tranh, sự ghen tuông của người đàn bà bằng cái việc là làm cho người thứ ba lộ diện, để khiến cho người vợ giành giật với người thứ ba. Tức là anh ta biến anh ta trở thành một người đàn ông có giá. Khi mà vợ anh ta sắp bỏ anh ta thì một người thứ ba khác đến để mà tranh đấu, để mà kích động bà vợ, khiến cho bà vợ muốn đối đầu với người thứ ba, giành lại chồng của mình và quên mất đi cái việc là người vợ đó muốn bỏ chồng. Nhưng mà có những người vợ thì người ta lại không có xem cái điều mà chồng làm là một cái sự kích thích. Vì có thể họ là cái người phụ nữ đã nhiều năm đau khổ với cái việc chồng ngoại tình rồi. Thế nên là cái chiêu thức này của đàn ông thì làm cho người vợ cảm thấy khinh và càng muốn bỏ người đàn ông đó nhanh hơn, và chẳng còn muốn tham gia vào những cái cuộc chiến với những cái nhân tình, hoặc là những cái tin nhắn của người tình, hoặc là những cái điều mà cô ta phải nghĩ đến người thứ ba hay là một người đàn ông ngoại tình lăng nhăng suốt năm này đến năm khác. Cái phản ứng tâm lý thứ ba của người đàn ông đó chính là thách thức vợ. Có những người đàn ông khi mà biết vợ mình quyết định và rất là quyết liệt trong cái vấn đề là sẽ bỏ người đàn ông đó, thì anh ta sẽ có cái tâm lý là muốn thách thức vợ như một phản ứng tự vệ tự nhiên. Thì anh ta cũng sẵn sàng nói vợ anh ta là nếu mà vợ anh ta bỏ anh ta thì anh ta sẽ lấy người khác. Anh ta nói rằng vợ anh ta bỏ anh ta sẽ tiếc cho mà xem, bởi vì không ai hơn anh ta được hết. Anh ta rất là tự mãn về những vấn đề của anh ta. Mặc dù có thể anh ta cũng chẳng bằng ai, nhưng mà anh ta đứng so với mặt bằng với vợ anh ta trong một cuộc hôn nhân thì anh ta nghĩ rằng anh ta vẫn là tốt nhất cho vợ anh ta. Và anh ta sẽ nói với vợ anh ta rằng không ai hơn anh ta. Anh ta khẳng định cái điều đó cho vợ anh ta biết, để vợ anh ta thấy rằng bỏ anh ta sẽ là một sai lầm. Bỏ anh ta sẽ không có ai tốt hơn anh ta khi mà sống với người vợ đó. Và một cái phản ứng tâm lý của người đàn ông khi biết vợ mình muốn bỏ mình, muốn ly hôn, đó là gì? Cản trở
cái sự ra đi của người vợ. Người đàn ông có ích kỷ như thế này các bạn, khi mà họ ngoại tình á, vợ ly hôn á, họ muốn giữ chân người vợ bằng cái cách cản trở người vợ đó, không muốn cho người vợ đó bỏ mình. Bởi vì tâm lý anh ta cũng không muốn bỏ vợ, anh ta chỉ muốn ngoại tình thôi chứ anh ta không muốn bỏ vợ. Nên khi vợ anh ta mà muốn bỏ anh ta thì anh ta sẽ đưa ra một cái thế cản trở, thậm chí anh ta có thể trở thành một kẻ thủ vật để làm gì? Để cho vợ anh ta thấy rằng cái việc mà vợ anh ta bỏ anh ta rất là mệt mỏi, phải đấu tranh này, phải giành giật này, phải nhức đầu. Ôi thôi, đối diện với những chuyện đó, thôi rằng mình cắn răng chịu đựng sống cho nó rồi. Tức là người đàn ông đó sẽ nói rằng anh ta sẽ nuôi con, tức là anh ta muốn tranh đoạt con với người vợ. Anh ta đòi tài sản từ người vợ lại chẳng hạn, hoặc là anh ta sẽ không chia tài sản cho vợ, ép vợ là tay trắng để cho vợ không có tiền nuôi con, để cho vợ đói khổ, để cho vợ không còn đường sống, để cho vợ thấy rằng xa anh ta, người vợ chỉ có cái con đường gọi là con đường đầy khốc liệt, làm cho người vợ bị ức chế về tinh thần, thao túng về cái mặt cảm xúc, thì làm cho người vợ hoảng sợ và nghĩ rằng nếu mà bỏ chồng mình làm sao mà nuôi con được đây, rồi tài sản không có, nhà không có, tiền bạc không có, chồng sẽ không phụ cấp thì làm sao mà nuôi con được. Chính vì chồng tạo ra những cái sự trở ngại như vậy mà khiến cho một số người vợ vì sợ hãi mà không có ly hôn nữa. Và một cái phản ứng thứ năm của người đàn ông đó chính là sẵn sàng khi mà vợ muốn ly hôn. Đây là kiểu người đàn ông đã chờ vợ bỏ lâu lắm rồi, vì họ yêu thật một người thứ ba và họ thấy rằng người thứ ba xứng đáng hơn vợ anh ta. Nói đến đây thì nhiều bà vợ chớ có nổi sân lên nhé. Bởi vì có những người vợ cũng thuộc cái thành phần là ích kỷ này, xấu nết này, ngoại tình này, đánh bài này, thậm chí là không có lo cho gia đình, không lo kiếm tiền mà chỉ biết tạo những cái sự mệt mỏi cho chồng thôi. Thì với cái kiểu vợ này ấy, có những người đàn ông tình nghĩa họ cũng không muốn bỏ, bởi vì người vợ đó đã cùng với anh ta vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, đã có mặt cùng với anh ta từ cái giai đoạn anh ta là cái người tay không đến bây giờ. Người vợ đó vẫn hư như thế nhưng mà anh ta vẫn không bỏ thì tội nghiệp. Kiểu người đàn ông mà có tình thương với vợ, có trách nhiệm với vợ, dù biết rằng vợ mình hư đốn nhưng mà anh ta không nỡ lòng nào mà mang cái tiếng là phụ bạc bỏ vợ. Thật sự ra trong thâm tâm của người đàn ông sống với vợ như là một gánh nặng, muốn vợ chủ động bỏ mình. Và nếu mà có cơ hội vợ của người ta quyết tâm bỏ người ta, ví dụ như là người vợ đó ngoại tình, tìm được một cái tình yêu nào đó và quyết tâm bỏ lại chồng con chẳng hạn, hoặc là bỏ chồng mà mang con theo, thì người đàn ông trong cái trạng thái như thế thì họ sẵn sàng đồng ý khi mà vợ của họ muốn rời xa họ. Vì một cái cuộc tình đã chết từ rất lâu, vì họ cũng đã hết tình và cạn nghĩa, thì cái việc mà vợ chủ động ly hôn thì là cái lúc người đàn ông cảm thấy rằng ly hôn là sự giải thoát, ly hôn là sự cần thiết và ly hôn là cái điều tốt đẹp cho cả hai. Chính vì vậy mà anh ấy sẽ có một cái phản ứng là sẵn sàng đồng ý, gọi là đồng thuận để mà tiến hành đến một việc ly hôn. Cái tâm lý và cái phản ứng thứ sáu của người đàn ông trong cái việc mà vợ muốn bỏ anh ta đó chính là một cái kiểu là tiếc và hối hận vì sai lầm, vì ngộ nhận người thứ ba đẹp như một bức tranh. Nhưng mà khi đối diện với thực tế, khi mà nhìn nhận lại một cách rõ ràng, khi mà vợ đã đệ đơn ra tòa thì anh ta mới bắt đầu đưa mình vào cái thế lựa chọn. Thì anh ta bắt đầu cảm thấy là nhân tình và người vợ là hai cái điều khác biệt. Nhân tình chỉ tốt đẹp và đúng vai trò của người nhân tình mà thôi. Còn người mà sống chung với mình bền lâu thì lại không phải là nhân tình. Chính vì lúc này nhận ra cái điều đó thì người đàn ông đưa mình vào cái thế gọi là tiếc và hối hận vì những sai lầm của bản thân. Người tình á, thì không muốn bỏ, bản thân anh ta rơi vào cái trạng thái là không bỏ được người tình vì cũng thương người tình. Nhưng mà vì người vợ kia thì cũng không làm sai điều gì, mà trái lại người vợ có những người rất là hiền, rất là tốt, thậm chí còn nhu nhược nữa. Vì người đàn ông đã biết rằng vợ mình ở cái thế lệ thuộc về tiền bạc,
nên là cũng xem nhẹ cái việc chú ý đến cảm xúc của người vợ, không hề để ý đến cái tâm lý, cái mong cầu của người vợ trong cái lúc mà anh ta ngoại tình. Và anh ta nghĩ và cho rằng vợ anh ta sẽ không bao giờ dám bỏ anh ta đâu. Và anh ta lại càng cố chấp hơn trong cái việc người thứ ba xứng đáng với anh ta hơn vợ. Và anh ta thậm chí là so sánh người thứ ba tốt đẹp hơn vợ trước mặt vợ nữa kìa. Thì trong một số các trường hợp mà người đàn ông ảo tưởng về người thứ ba không có xứng đáng á, có những người thứ ba không xứng đáng các bạn nhé. Tức là có những người thứ ba xinh đẹp, dụ dỗ tiền bạc, hoặc là có một số người thứ ba đến với người đàn ông vì danh lợi, không thật lòng yêu người đàn ông đó. Nhưng mà người đàn ông đó vì say đắm tình dục, vì say đắm nhan sắc, vì say mê cái lời nói ngọt ngào trong cái lúc mà đang yêu đương nồng cháy, thì người đàn ông đó đánh mất gia đình. Và sau khi mà biết rằng người thứ ba không phải là giống như vợ, không thể đồng cam cộng khổ với anh ta, không thể cùng với anh ta sánh bước nữa, thì cái việc mà lúc vợ quyết định ly hôn bằng một cái trạng thái quyết liệt bỏ anh ta lại, thì tâm lý tiếc nuối, hối hận sẽ xuất hiện trong người đàn ông. Và một cái phản ứng thứ bảy của người đàn ông đó chính là họ nhận ra những sai lầm trong việc họ đã đối xử sai với vợ. Có những người đàn ông khi biết vợ của mình đã hiểu được cái chuyện anh ta ngoại tình, anh ta cảm thấy xấu hổ, anh ta cảm thấy có lỗi với vợ. Những người đàn ông này thì họ có trách nhiệm, họ là người đàn ông tốt, họ không bao giờ ngoại tình, nhưng sa ngã vào một cái mối tình nào đó họ không dứt ra được. Và trong cái thời điểm mà họ không dứt ra được thì vợ của họ đã quá đau khổ, quá là mệt mỏi, rồi bị bệnh, trầm cảm hoặc rằng bật. Chính bản thân người đàn ông nhìn thấy vợ mình đau khổ, ngã bệnh, làm cho người đàn ông đó suy nghĩ, làm cho bản thân người đàn ông đó cũng cảm thấy rất là khổ vì đã làm cho vợ mình bị như thế, và đồng thời làm cho người thứ ba đau khổ. Nhìn thấy hai người đàn bà cùng đau khổ vì người đàn ông đó thì tâm lý của người đàn ông rất là nặng nề. Và anh ta thấy rằng anh ta không xứng đáng để có được cả hai người đàn bà cùng một lúc như vậy. Anh ta nghĩ rằng cái việc mà vợ quyết định ly hôn với mình đó là cái điều tốt đẹp cho vợ, dù anh ta không có muốn bỏ vợ. Và cái kiểu người đàn ông này thì họ thấy rằng họ có lỗi, họ cảm thấy rằng chia tài sản cho vợ, hoặc là thậm chí có những người đàn ông để lại một số lượng tài sản rất lớn cho vợ để mà cho vợ và con mình sống những tháng ngày thoải mái về vật chất. Và anh ta vẫn là người đàn ông tốt sau khi ly hôn và muốn giúp đỡ vợ và con rất là nhiều, mặc dù anh ta muốn quay về với vợ nhưng mà vợ không tha thứ, hoặc là bản thân anh ta cảm thấy là anh ta không còn cảm xúc với vợ và anh ta thật lòng yêu người thứ ba, thì cái thái độ của anh ta vẫn là đối xử tốt với vợ, với người phụ nữ đã từng là vợ của mình trong quá khứ. Có những người phụ nữ khi mà quyết định ly hôn vì chồng có người thứ ba cũng đã làm cho một số người đàn ông phải bỏ người thứ ba, hứa sống tốt với vợ và không mắc phải những sai lầm đó. Nhưng mà không phải người đàn ông nào cũng sẽ hành xử giống như vậy các bạn nha. Tôi nhấn mạnh cho những người phụ nữ làm vợ biết và những người thứ ba biết điều này. Khi mà người đàn ông yêu một người thứ ba và người vợ biết được cái chuyện này, người vợ đó có thể đã chỉnh sửa, có thể đã đi tư vấn, hoặc là người phụ nữ đó chẳng tư vấn gì hết. Người vợ đó có yêu chồng hay không yêu chồng, nhưng mà cái quyết định cuối cùng của họ vẫn là muốn ly hôn với người đàn ông đang gây ra sự tổn thương cho họ. Thì có những người đàn bà chọn cái cách là bỏ chồng để cho chồng đến với người thứ ba, thì lại là cái lúc mà chồng của họ bỏ người thứ ba quay về với gia đình. Họ nhận ra những cái điểm sai của mình và thành tâm quay trở về với những người vợ. Nếu mà bạn là người vợ đang ở trong cái trạng thái chồng của mình muốn quay về với mình, thì tôi nghĩ rằng những người vợ nên suy xét về cái tình huống này, không nên cố chấp và hãy cho chồng của mình một cơ hội. Còn nếu mà người đàn ông mà khi bị vợ bỏ, vợ ly hôn mà vẫn không có thái độ muốn chỉnh sửa bản thân, không có thái độ chỉnh sửa cái mối quan hệ này với vợ, thì cái việc mà người phụ nữ quyết định ly hôn là cái điều tốt đẹp cho cả hai người, chứ không riêng gì người phụ nữ hay là một người đàn ông gọi là chồng. Trong cái vấn đề khi các bạn ở một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, không còn sự tôn trọng, không còn tìm thấy tiếng nói chung, thì chia tay là cái điều đạo đức
cho cả hai. Hôn nhân không phải là một cái chuyện đùa giỡn để mà bạn luôn luôn mang cái chuyện ly hôn ra để mà hù nhau. Khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta tối kỵ nói cái chuyện là ly hôn và lôi nhau ra tòa. Bởi vì khi mà các bạn nói ra điều này sẽ làm tổn thương đến người bạn đời của mình. Và chúng ta chỉ có thể ly hôn khi mà chúng ta thật sự suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Chứ chúng ta đừng có quyết định rồi mới suy nghĩ thì chúng ta sẽ bị hối hận đấy. Thế nên các bạn không nên xem và mang cái chuyện ly hôn để mà hù chồng các bạn nhé. Vì có những người không hiểu tâm lý đàn ông, không hiểu được cái người đàn ông của mình, đem ra hù chồng và khi chồng đồng ý lại không dám ly hôn. Cái điều này nó mang lại cho bạn một cái phản ứng rất là ngược. Vì bạn quay lại sống với chồng cũng sẽ bị chồng xem nhẹ. Và bạn hành xử như vậy cũng không làm cho chồng bạn bỏ người thứ ba. Và càng làm như vậy thì các bạn cũng phải thấy rằng cái vị thế của các bạn sẽ bị nhạt nhòa trong mắt của người chồng. Trong trường hợp mà người đàn ông khi mà có một người thứ ba mà vợ quyết định ly hôn mà người đàn ông đó chọn vợ chứ không chọn nhân tình, tức là không chọn người thứ ba, thì qua video lần này của tôi, những người thứ ba cũng phải cân nhắc. Khi mà họ đã không chọn người thứ ba, tức là họ có thể yêu người thứ ba, họ có thể trăng hoa với người thứ ba, họ có thể đùa giỡn với người thứ ba, nhưng mà cái sự lựa chọn cuối cùng lại không phải là người thứ ba để mà cùng chung sống với họ. Họ không chọn người thứ ba nữa, thì cái việc người thứ ba phải suy nghĩ rằng người đàn ông này không chọn được mình, và mình phải có một cái sự lựa chọn cho chính cuộc đời của mình. Chứ mình không đưa mình vào cái thế bị người đàn ông chọn hay là được người đàn ông chọn như một dịp may. Người thứ ba hiểu không ạ? Đây là video tôi muốn chia sẻ đến người đàn ông có vợ, người phụ nữ đang ở trong cái thế đau khổ vì chồng bội bạc mà phải nghĩ đến cái chuyện ly hôn để mà chấm dứt một cái cuộc tình khiến cho bạn đau đầu và nhiều phiền não. Và đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho người thứ ba. Nếu bạn nhận ra mình không là cái người được người đàn ông lựa chọn khi mà người đàn ông bị đẩy vào cái lối phải chọn một trong hai, thì người thứ ba nên biết cách dừng lại và chọn cho mình một cái lối đi mà nơi đó không có người đàn ông có vợ nữa bạn nhé. Phải xem đây là một bài học đáng giá cho mình để mà mình có những cái bước đi đúng đắn hơn trong cuộc tình tiếp theo bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của ngày hôm nay. Rất là cảm ơn mọi người. Hãy đăng ký kênh cho tôi và hãy tặng một like nếu mà thấy video này có giá trị và có ích lợi. Xin chào.